Rồi chào bạn nha, bữa nay mình nhiều yêu với nhỏ các bạn nhé. Cái này đi câu gia đình hay mình đi nhặt lúng rồi ok luôn ha, tầm lớn rồi cũng ok luôn. Anh em nghe tham khảo đi rồi có gì alo mình, có điện thoại mình để cho anh điện thoại ha. Cái này mình đánh đủ kích cỡ hết, thùng tiễn thùng thương bài cũng có luôn ha. Thùng tiễn thùng trưng bày nha các bạn, thùng trưng bày luôn đó. Đây mình để hải sản để bạn uống nước trà rồi ok nha. Quay lại tám lại nhé.
mình làm đấy. Mít này dài 8m5 1m6 nha các bạn. Đó, như này nên đặt lún làm lớn rồi ok ha. Đây chọn đi đặt lún rồi. Nó rớt xuống cục rồi kìa. Nắm giờ nó mệt mà nó nghe mày sai này sai nghe nó mệt lắm mà nè. Đúng. Đó, nó nín rồi nè. Nó mò đi, nó mò ướt mình rồi mất ông tắm nữa. Chiều không tắm à? Chiều mới tắm, cái này mới tắm còn mặn nữa vậy. Xuống mò giùm mấy cục đồ ai giúp cho thầy ăn bánh. Xuống mò đi, nó chảy nhau mò. Thấy không? Có em bé mò nữa không? Nếu mình làm đi, thấy ngùa. Mò cục hông quá đó, cái cục nó đang nhỏ á. Ăn nghe mà mò đi chút nữa này mua bánh nó là miếng mò mò ăn hồi cái nó ông tắm rồi hai đồ hồi nhiều quá mặn nữa thuốc đậu đậu không nghe mày biết lậu mày sợ như mày đẹp đâu bò nhưng mà mày hiểu trời ơi đứng nhóc mấy cái nhòi dài dài coi đúng không? Đúng rồi đó. Nói sao? Nhảy. Là không đụng. Nặng nó như muốn đụng. Nặng hít ngạt ơi, nặng xuống mò ơi. Nặng ơi, mày nặng mày mò. Hết tiếp.
Nghe mày mò, không mày mò anh nhỉ. Nha ngoại nhúc thôi, em veo mà. Sợ gì? Nó không có nè mò. Được không? Không nữa là không có tiền á, đụng mò không có mà. Này đắp được bánh nước nha. Được bánh nước này mò. Thôi. Nó để hồi nó mò cho. Lên đi. Mò nhớ quá. Bắt mày nó báo không? Thôi nhờ các bạn nha, mình đi mò cũng không nữa các bạn. Con đòi con nữa hết trời. Hỏi mình nghe ai? Thank you.